số vị tỷ phú của hội. Thì thưa không tỏ quá khứ đại đức Thích Tâm Phúc hỏi nói vậy đó, thì hỏi về vậy chứ khi mà trong cái chiều tu của tụi con hàng ngày có những căn bệnh mà khó chữa, rồi những cái giây phút mà giải đại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay có một số Phật tử cũng như các một số vị tỳ khưu có hỏi. Thì thưa Khương Tọ Hòa Thượng Đại Đức Thích Tâm Phúc hỏi nói vậy đó. Thì hỏi về vậy chứ khi mà trong cái việc tu của tụi con hàng ngày có những căn bệnh mà khó chữa, rồi những cái giây phút mà giải đãi không chịu tu hành, thì cái nghiệp báo và cái tội này thì sẽ nhân quả như thế nào? Vậy Đại Đức Thích Phúc giải thích cho chúng con biết thì cái tội mà lười biếng và cái chuyện không tu không học thì sẽ đáng tội gì? Hiện nay thì tất cả các vị sa di hay tỳ kheo ha, các vị tu dù có mới tu hay lâu năm cũng vậy, thì chúng ta những cái căn bệnh mà do khăn thể mà ra, do đất nước gió lửa hợp hành trong cái tứ lại khăn của chúng ta nè, trong thân chúng ta nóng lên gọi là lửa, máu chúng ta chạy trong mạch máu gọi là nước, rồi đất là chúng ta đang đứng trong lòng đất và đang làm việc trong lòng đất và chúng ta sống trong lòng đất, rồi đất nước gió lửa, gió là gì, chúng ta sống nhờ không khí, nhờ bầu trời, nhờ khí quyển, nhờ các thiên nhiên, rồi luồng gió là cái mà khăn chúng ta sống phải nhờ đất nước gió lửa hợp mà hành. Thì có những căn bệnh mà do chúng ta có nhiều người bệnh trong thân thể như bệnh tim nè, bệnh phổi nè, bệnh gan nè, rồi nhức nhói trong thân thể nè, bệnh đau liên miên không có thuốc chữa nè, thì thân thể chúng ta sẽ đau nhức nhói hàng ngày, rồi chúng ta khi mà đi tu ở trong chùa rồi chúng ta làm việc gì cũng không được, rồi chúng ta có muốn làm cũng không được, lý do là thân chúng ta bệnh nè, làm sao làm. Thì cái việc tu mà không chánh niệm rồi không giải đãi không tu được thì cũng mỗi người mỗi cảnh là mỗi cái việc bệnh của mình. Khi bệnh thì phải uống thuốc rồi, thì bệnh phải có người hỗ trợ rồi, nhưng có nhiều lúc những căn bệnh không thể chữa được cho bản thân mình và cho người khác. Thì cái vấn đề hiện nay thì chúng ta bệnh thì cũng phải tu. Chúng ta có thể những giây phút mà chúng ta đau nhức nhói trong người thì tập trung vào chánh niệm là ngồi thiền. Ngồi thiền có nhiều tư thế, nhiều lúc ta ngồi không được, có thể là ngồi thiền nằm. Rồi có nhiều lúc chúng ta nằm không được thì đứng thiền và đi thiền. Rồi nhiều lúc chúng ta có thể là ngồi được thì chúng ta nên ngồi. Ngồi chúng ta sẽ nhắm mắt 1/3 hoặc nhắm mắt hẳn. Tư tưởng chúng ta hướng về Phật và tâm tư tưởng đến Phật và thành kính với Phật, thành kính các chư tăng. Chính là chúng ta tu. Thì những cái giây phút mà chúng ta tu là những giây phút chúng ta sống trong cái sự tỉnh thức. Và khi chúng ta hiểu rằng cái việc tu và khi chúng ta nhận thức rồi việc chúng ta đang làm, từng giây từng phút chúng ta không ngừng hoạt động, từng hơi thở, từng phút giây trong chánh niệm và làm cho mình có thể giác ngộ được, thì chúng ta trong học được kinh, học được sách, học được giáo lý, học được lễ nghi, và chính trong những giây phút chúng ta đã giác ngộ được thì chính chúng ta đã có thể là những cái căn bệnh trong thân chúng ta, trong tâm chúng ta đó, chữa bệnh chữa nơi tâm, chữa bệnh trong cái nghiệp của mình. Nếu nghiệp của mình trả phải dai, phải trả và phải tu để cho trả cái bệnh, trả cái nghiệp này, và chúng ta đừng chấp vào quá là không được, thì chúng ta tu cũng tùy duyên, tùy cái thân phận. Nhiều người vô chùa tu càng ngày càng đủ sức khỏe, càng ngày tu càng có kết quả, càng tu càng ngày có màu nhiệm và tu càng ngày phấn khởi, yêu tất cả mọi người và có lòng từ bi vô cùng và tâm rất rộng rãi và rất là nhẫn nhịn tha thứ lỗi lầm cho người khác, và có thể tu rồi có thể giáo hóa cho những người khác tu và làm gương cho người khác tu. Những giây phút chúng ta bệnh thì chúng giây phút chúng ta tu, thì tu là những căn bệnh là bệnh tâm nè, bệnh thân thể nè, bệnh do khởi tiết nè, bệnh do tàn tật khuyết tật trong thân nè, thì chúng ta làm sao cho chúng ta sẽ giải cái nghiệp này và tu sẽ đạt được kết quả thì chúng ta tu rồi. Thì người khác á, không bệnh thì phải lao động,
phải lao tác, phải tụng kinh, rồi phải làm việc những việc công phu trong chùa, bắt buộc phải từng giây từng phút, những giờ giấc mà trong chùa đưa ra phải là thực hiện. Còn giờ mình bệnh thì có thể lo tu, thì có thể giải nghiệp được đó. Thì hôm nay Đại Đức Phúc sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái phương pháp tham sân si giận hờn. Thì tham là như thế nào, mà sân là như thế nào, si là như thế nào, và người đố kỵ. Thì chúng ta trong cái vấn đề này là chúng ta gắn về tham. Tham là gì? Chúng ta chẳng hạn như trong chùa, các đồ vật của các chư tăng để đâu, chúng ta phải để yên đó, không được lấy. Nếu lấy phải xin. Và khi lấy mà không nói các vị tỳ kheo hay những người bạn của mình, đồ của người khác lấy, gọi là tham, gọi là trộm luôn. Rồi cái vấn đề trong cái việc ăn cũng vậy nữa. Ăn mà chúng ta không phải đồ của mình ăn, mà mình lấy đồ của người khác, như bánh, kẹo hay những cái thức ăn mà người ta để đó mà mình chưa xin hoặc người ta chưa cho, mà tự ý mình lấy, gọi là tham ăn. Và tham lấy loại gọi là trộm. Thì trong vấn đề mà lấy, vấn đề như một số đồ lấy mà không xin, mà lấy trước mặt của người ta, đồ của người ta tự nhiên thích cái gì cái lại lấy, giật chạy, gọi là cướp. Thì vấn đề hiện nay tại sao tham, ví dụ như chúng ta tham tiền nhiều cũng là tham, và chúng ta tham ăn nhiều cũng là tham, mà nói nhiều, chúng ta nói ngày lẫn đêm, nói không dừng cũng gọi là tham, tham nói. Rồi học cũng vậy, chúng ta cứ học hoài mà không nghỉ ngơi cũng là tham học. Rồi tu cũng vậy, người ta ngồi thiền thường cho có 15 phút, hay cho nửa tiếng, hay cho 1 tiếng rưỡi, hay 3 tiếng, mà chúng ta ngồi hơn những giây phút đó cũng là tham ngồi, chấp vào cái khăn này ngồi suốt không dừng, gọi là tham. Rồi chúng ta trong mỗi người chia cho một phần quà, hay chia một cái đồ vật gì đó đó, thì mỗi người một phần mà chúng ta cứ đòi xin thêm 2 phần, 3 phần là tham. Sống trong cuộc sống này chúng ta phải biết vừa đủ và cho điều. Người nào được phần giống như nhau, không thể nào chúng ta có thể là đòi thêm là tham. Tham vọng, tham ăn, tham nói, tham ngủ. Rồi những cái giây phút ta giờ ta sinh hoạt kêu đánh thức mình ngủ dậy, thì chúng ta phải tỉnh táo, thức dậy, không tham ngủ nhiều quá, và không ngủ nướng, và không ngủ liên miên, không có chừng mực, không có giờ giấc. Rồi trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày, làm việc cũng vậy, chúng ta người ta làm mình cũng làm, và làm không khỏi làm hơn mọi người là hay. Làm thầy chủ trì ha, thầy quản chúng ha, một các vị tỳ kheo giao cho chúng ta một việc gì làm nào đó, thì chúng ta làm xong trách nhiệm của mình, mỗi người một phần là đủ. Muốn làm nhiều nữa, trừ khi có một vị đó một ngày bệnh, mình làm khai khế cho một người kia để cho hoàn thành công việc những cái vị sư đang bệnh, hoặc bị một vị đó đi vắng hay đi học, mình ta không có ở nhà, mình có thể làm khai khế những cái việc dụng cụ trong chùa hàng ngày, gọi là không tham. Rồi trong cái vấn đề hiện nay chúng ta ăn cũng vậy, không được ăn nhiều quá sẽ tức ruột và tu ngồi thiền khó. Rồi uống cũng vậy, uống nhiều quá sẽ đi tiểu nhiều và sẽ làm cho chúng ta ngồi không vững, ngồi không yên và tu không tốt. Lúc mà chúng ta hẳn yếu rồi đi tiểu hơn. Rồi vấn đề trong cái sinh hoạt hàng ngày, do vấn đề chúng ta săn, thì khi mà chúng ta nghe một cái gì đó mà chúng ta không kiềm chế lại, muốn tìm bằng được người đó để chữ bới hoặc nói hay này kia là chúng ta săn. Và đụng nghe tiếng động nào cái rầm, chúng ta chữ bứ là săn. Rồi thấy một cái việc gì trong cuộc sống mà chúng ta không bất bình, mà cứ chúng ta cứ đùng đùng muốn tìm người đó bằng được, muốn nói cho lợi gan, muốn làm gì cũng là săn. Săn là những cái việc gì là nóng nảy, rồi chúng ta nói sản, nói điên, nói cuồng, rồi chữ bới gọi là săn, săn si. Thì trong vấn đề tham săn si chính là trong cái sự trình tỉnh thức, trong cái sự chánh niệm không có, mà làm cho chúng ta sẽ hỏng mọi việc trong cái việc tu và trong cái chánh niệm từng giây từng phút. Thì trong cái việc tu chúng ta không phải là đơn giản tu cả một đời người, có nhiều người ta nói cái tánh ta nói bạn giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời, có nhiều cái tánh của chúng ta thay đổi không được, sửa không được. Nhiều người 100 tuổi
vẫn có những cái tật xấu không sửa được. Rồi nhiều người trẻ thì sửa được, còn nhiều người thời gian tu 5-10 năm sửa được hết tất cả. Do chúng ta không chịu sửa thôi, chứ sửa được hết rồi chúng ta sẽ vận dụng trong cái việc tu tốt hết, mà do chúng ta không áp dụng nên cái việc tu không đến nơi đến chốn.